Đồng Toàn xin chào cả nhà đầu tuần nha. Tháng nay là tháng 12 rồi. Thời gian thì cũng cần gần Tết thì cái nhu cầu đặt hàng của anh em rất là nhiều. Toàn làm hết công suất luôn cả nhà nha. Đang cắt phôi phôi chậm nha cả nhà. Mời này hạt 6 ly nha cả nhà nha. Đấy. Những nên phôi rất là ok như thế này. Đấy. Và bên đây là em Toàn tiện hột nha. Đấy. Bên này em Toàn đang tiện hạt 4 ly nha cả nhà. Hạt 4 ly. Làm là 216 hạt đấy. Rất là nhỏ luôn. Đấy. Chút xíu luôn nha cả nhà nha. Đấy. À, một cái phôi rất là to này, phôi chậm to nha. Tiện là cái hạt nó còn bé tí này cả nhà này. Đấy. Rất là hao phôi nha. Quay cho cả nhà xem cái lỗ phôi hàng Việt mà cực kỳ là chất lượng. Đấy, lô phôi hàng Việt nhất cả nhà nhé, hàng Việt Nam, dầu cực kỳ đẹp luôn, nó là ăn dầu hàng bánh đỏ đấy cả nhà. Đây này, đấy nhà thấy dầu rồi, đấy, anh Toàn quan tâm rồi nè, quan tâm đứa này, đấy. Dầu nó ăn nó rỉ ra luôn nè cả nhà, nó rỉ ướt ra ngoài luôn. Thơm lắm. Là cái lô phôi này em Toàn làm là được cái lọc. Cho nên là ra được cái lô phôi mà mùi thơm cực kỳ là mạnh luôn. Rất là phê luôn. Đây này. Cái phôi mà vân nó quầng lên. Đấy. Cả nhà thấy không? Cái này ra tiện ra hột đẹp lắm. Lô này em Toàn cắt 6 ly 108 hạt nha cả nhà nhé. Ở bên này cả nhà xem. Đây sản phẩm em Toàn vừa mới làm xong. Ở đây là phôi. Đấy, phôi hạt. Đó. Một rổ phôi hạt luôn. Tất cả đều là phôi chầm hương hết nha cả nhà nhé. Đây này. Phôi hạt em Toàn đang cắt làm chuẩn bị cho quý anh chị em mình đặt hàng. Sử dụng này để mua để mình nhập về mình bán cửa hàng này. Đấy. Xưởng em Toàn chuyên sản xuất vòng tay chầm hương các loại luôn. Đó. Từ size 4 ly cho đến 30 ly luôn cả nhà nhá. Phôi này, phôi chầm đây cả nhà nhá. Đấy, phôi chầm. Chầm kiến này cả nhà này. Đấy. Chầm kiến tự nhiên. Tóc bông này. Đấy. Nhiều rất là nhiều các cái mặt hàng xưởng nha cả nhà nha. Đây. Kiến này mới lứt ra đây. Hàng này để xông đốt nha cả nhà nhé. Xây nhang xông đốt. Rất là nhiều cục này là cục trầm ăn thốn này. Đấy, cả nhà này ăn thốn nhưng mà nó phá bông ra này. Cục này mình gặp duyên thì mình thu thôi chứ còn cái này là thu hơi sớm. Đấy. Cái này để thêm chừng độ mấy năm nữa thì cái cục bông này thì nó u ra, nó tích cái lớp dầu cực kỳ đẹp lên nữa, thì nó đen như này nữa thì rất là giá trị nha cả nhà nha. Đấy. Đây là sản phẩm xưởng em Toàn làm xong cho khách đây cả nhà này. Đấy. Đây là 6 ly 108 hạt. Đó. 6 ly 108 hạt. Hàng cực kỳ thơm nhá, cả nhà nhá. Hàng cực kỳ thơm. Đó. Rất nhiều dầu. Đây, hàng trúc này cả nhà này. Đấy, hàng trúc nha. Đốt trúc 12 ly. Đó, cực kỳ đẹp luôn.
À, sợi này là sợi hàng Việt Nam nha cả nhà này. Sợi hàng Việt Nam đỉnh cao luôn nha. Mùi thơm của nó thì rất là tuyệt vời luôn, thơm mạnh. Cả nhà để cách mũi 20 phân cũng nghe mùi luôn. Đấy, dầu này, cả nhà xem này. Đấy. Cái phôi, cục phôi này em Toàn mua được chúng, cho nên là em Toàn làm ra được rất là nhiều hàng. Thì mùi thơm rất là mạnh như thế này, rất quý hiếm nha cả nhà. Đấy. Thì em Toàn sẽ để cho cả nhà với cái giá nó cực kỳ là mềm luôn nha cả nhà nha. Đấy. Sợi như thế này thì giá trên thị trường nó cũng phải hàng chuẩn Việt Nam mà dầu như thế này á, thì giá của nó phải lên tới hơn 10 triệu đồng một sợi nha cả nhà nhé. Chỗ em Toàn thì làm tại xưởng, em Toàn để giá rất là mềm cho cả nhà chơi sưu tầm và mình nhập sỉ để buôn bán luôn nhé. 12 ly 17 hạt, nó nặng gần 12 gram đấy cả nhà nhé. Xin lỗi cả nhà, nặng 12,5 gram nhé. Đấy, cực kỳ là nặng luôn, cực kỳ đẹp. Lô này 12 ly này. Đấy, đảm bảo với cả nhà là cầm ngửi mùi một lần thôi là nhìn mê mẩn luôn, nhớ cái mùi luôn. 2, 4, 5 sợi 12 ly. Đây là sợi 14 ly nhé cả nhà nhé. Đấy, 14 ly. Em Toàn sẽ tiện 14 ly hơn một tí. Đấy, phôi nó to ấy. Em Toàn tiện là rơi vào là 14 ly hơn một tí. Đấy, dầu đây cả nhà này. Đấy. Dầu này chỉ có ở những cái hàng nước ngoài như là hàng Campuchia hay là hàng Thái Lan. Nhưng mà mấy nay là em Toàn sưu tầm được một cục mà hàng chuẩn Việt Nam. Size 1 em Toàn đền 10 luôn nhá. Nhưng mà dầu nó ăn ra chuẩn hàng banh như này. Hàng mộc mạc em Toàn không có thoa sáp hay lên bóng gì đâu nhé cả nhà nhé. Đây, mộc green luôn. Đây. Lô này thì cả nhà sưu tầm được thì phải nói là đúng là có duyên luôn nhá, chuẩn Việt Nam quê mình luôn. Đây, Việt Nam đất nước tôi luôn. Dầu cực kỳ là đẹp. Em Toàn tiện thì rất là chuẩn nha cả nhà, tiện tròn đều đẹp. Thợ tay nghề cao lâu năm rồi. 14 ly, sợi nào cũng đẹp hết. Nặng 17,8 gram nhé cả nhà nhé. 14 ly nặng 17,8 gram, cực kỳ nặng luôn, nặng như là đầm tay lắm, để lên tay là cả nhà thấy nó đầm tay. Ra đây là thơm bát ngát luôn. Đây cả nhà xem này, xem dầu này. Đấy. Chất lượng mộc mạc. Những sợi hàng mà hàng banh đỏ mà chất lượng như thế này thì giá 14 ly giá trên thị trường phải hơn 20 triệu một sợi nha cả nhà. Cả nhà inbox cho em Toàn thì cả nhà sẽ được một cái giá rất là đẹp luôn.